chọn thì bà con sẽ chọn những cái cây mà nó suông đều như thế này. Và cái phần thứ hai nó liên quan tới cái bo ha bà con ha. Nó liên quan tới cái bo thì khi mà bên siêu thị cây giống làm cây giống. Xin chào quý bà con, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Hiện tại bây giờ Oanh đang đứng tại siêu thị cây giống ở đường quốc lộ 57, ấp Tân An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Và như bà con thấy thì Oanh đang ngồi trên một chiếc xe lôi gọi là cần câu kiếm cơm của các anh chị em ở đây ha. Rất là quý, rất là yêu cái nghề cây giống tại vì có thể tạo ra được rất là nhiều các cái công việc, các cơ hội nghề nghiệp cho các anh chị gần xa. Và trong video này thì Oanh xin phép được chia sẻ với quý bà con chúng ta một cái chủ đề mà Oanh nghĩ là bà con sẽ rất là quan tâm. Đó chính là cách lựa chọn cây sầu riêng như thế nào cho nó chất lượng cao. Thì ở đây sẵn có một cái xe hàng mà bên Oanh đang lên hàng để giao cho khách. Anh cho em xin một cây. Đây là một cái cây sầu riêng ri 6 ha bà con ha. Một cây sầu riêng ri 6 hàng đang đi cơi 3, rất là đẹp ha bà con ha. Cây sầu riêng ri 6 này là bên Oanh chọn để giao cho khách hàng ở Tân Hưng. Bà con có thể thấy được cái làn da của cây nó rất là, khi mà con chọn giống cây sầu riêng thì bà con hãy chọn những cây sầu riêng, thứ nhất là nó thẳng, cái thứ hai là gốc nó khoảng từ 1/4 ăn lên là ok, và cái thứ ba nữa là bà con thấy cái, nếu mà nói về cái gốc đi, chúng ta nói về cái gốc đi ha, gốc nó phải suông thẳng, không bị nứt thân xì mũ. Tại vì bây giờ ở trong vừa công ty thì rất là khó để lựa được một cái cây mà nó bị nứt thân xì mũ, nên là Oanh chỉ có thể nói cho quý bà con thôi. Tại vì những cái cây mà bị nứt thân xì mũ thì bên Oanh đã loại bỏ ngay từ đầu ở trong vườn rồi. Thì khi bà con chọn sầu riêng thì bà con sẽ chọn những cái cây suông, những cái cây suông và đều như thế này. Chúng ta sẽ không chọn những cái cây mà nó bị nứt thân xì mũ ha. Nứt thân xì mũ tức là ngay chỗ này nó có một cái vết nứt rồi nó lở ra ha, và nó khô lại, nhưng mà con cũng không nên chọn cái cây đó nha. Rồi, cái đó là cái phần gốc. Cái phần gốc nữa thì bà con cũng thể để ý cái tim ở này. Cái tim này nó quyết định là cái độ già của cái gốc. Tại nhiều khi mà cái sầu riêng nó lên, cây giống nó lên giá quá đó thì chúng ta có thể theo cái vấn đề thương mại lợi nhuận thì chúng ta có thể bấn sớm. Nhưng mà đối với siêu thị cây giống thì bên Oanh sẽ không có làm như vậy. Tại vì mặc dù có rất là nhiều các cái quy trình mà bà con sẽ không kiểm soát được, nhưng mà với cái lương tâm nghề nghiệp thì bên Oanh sẽ luôn luôn là để cái cây sầu riêng này trên 2 năm thì bên Oanh mới bắt đầu bấn. Như vậy thì gốc nó sẽ rất là già, cái bộ da, cái bộ khung bên ngoài nó đã hoàn thiện, thì khi đó bà con đem về cây nó sẽ phát triển một cách bền vững. Còn nếu mà chúng ta mua đúng cái lô sầu riêng mà gốc nó hơi bị non thì khi mà bà con mua về á, nó vẫn phát triển bình thường nha, nhưng khi cái bộ lá, bộ cành, cái bộ khung nó quá tải so với cái sức chịu đựng của cái gốc rồi thì nó sẽ xỉu bất cứ lúc nào, và khi đó thì chúng ta cũng không hiểu nguyên nhân luôn. Không hiểu sao em ấy rời xa chúng ta mà không một lời từ biệt, đúng không? Thì đó, đây là một cái gốc sầu riêng. Khi bà con chọn thì bà con sẽ chọn những cái cây mà nó suông đều như thế này. Và cái phần thứ hai nó liên quan tới cái bo ha bà con ha. Nó liên quan tới cái bo thì khi mà bên siêu thị cây giống làm cây giống, bên Oanh sẽ cắt hoàn toàn là bo đọt. Hoàn toàn là bo đọt để khi mà chúng ta khi mà chúng ta ghép vô như thế này á, thì những cái bo đọt nó sẽ tạo ra một cái bộ khung xương rất là đẹp, và cái tuột nó sẽ rất là mở và nó rất phát triển như thế này. Bà con thấy không, nó rất là mở và nó rất là phát triển như thế này nè, đúng không? Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba á, là khi bà con chọn á, là bà con chọn cái bộ lá đó, cái bộ lá nó phải khỏe mạnh, nó không có bị cái, không bị bệnh bất cứ là bệnh gì. Bà con thấy bộ lá nó đẹp không? Đó, bộ lá nó phải rất là đẹp, nó rất là mướt như thế này thì bà con chúng ta chọn ha. Thì khi về thì chúng ta sẽ không có mang bệnh về cho cây. Tức là đối với cái bộ khung bo thì chúng ta chọn cái khung bo cứng cáp ha, cứng cáp và tuột đọt đang phát triển ha. Tuột đọt, cái này là cái đọt nè, tim đèn đang mở. Và cái liên quan tới cái bo thì chúng ta phải chọn cái bộ lá nó xanh, nó mướt và nó đẹp như thế này ha bà con ha. Thì đây, đối với cây sầu riêng khi chúng ta chọn thì chúng ta sẽ có ba cái yếu tố cần phải quan tâm như vậy. Anh xin phép được hệ thống lại. Thứ nhất là chúng ta sẽ chọn cây sầu riêng, cái gốc nó thẳng, mượt, đều, già nha bà con nha. Thẳng, mượt, đều, già, không có bị nứt thân xì mũ. Cái thứ hai là cái bộ khung á, tức là cái bộ bo, cái bo của nó phải cứng. Mà muốn bo cứng thì bên Oanh toàn bộ là phải ghép bằng bo đọt nha bà con ha. Và cái thứ ba là bà con phải thấy là cái lá nó phải mướt ha, cái lá mướt nó không bị sâu bệnh gì hết nha bà con nha. Đây là ba cái yếu tố chúng ta liên quan tới việc chọn một cây sầu riêng chất lượng. Còn việc mà chọn cây sầu riêng mà đúng giống á, thì Oanh đã thực hiện rất nhiều video khác là so sánh trực quan. Đây là sầu riêng ri 6 nè, cách chọn sầu riêng ri 6 đúng giống, sầu riêng Musakin đúng giống, sầu riêng Thái đúng giống thì Oanh cũng đã thực hiện rồi. Mời quý bà con chúng ta đăng ký kênh để mà chúng ta cùng nhau xem cái video đó ha.
Đây là bạn Hậu đẹp trai. Đây là những cái thùng hàng mà siêu thị cây giống giao đến cho khách hàng ha bà con ha. Bên siêu thị cây giống thì sẽ sử dụng là toàn bộ. Sorry anh. Bên siêu thị cây giống sẽ sử dụng toàn bộ là thùng xốp để mà giao hàng cho khách hàng. Đó, thì bà con có thể thấy là khi mà lên xe hàng thì bên quanh sẽ xếp rất là ngay ngắn và rất là chỉnh chu như vậy, để mà chúng ta giao hàng tới khách hàng một cách rất là êm. Và anh Trọng sẽ phụ trách cái việc là chở những cái cây này tới cho khách hàng. Và anh Trọng sẽ rất là im đúng không? Rất là thoải mái, im ái, dễ thương đúng không? Dạ. Đây là những cái bí quyết để chúng ta chọn được một cây sầu riêng chất lượng. Quanh rất là tiếc, tại vì họ ở trong vườn siêu thị cây giống thì không có chọn được những cái cây gốc mà nó bị bể thân hoặc đứt thân xì mũ để chia sẻ với bà con của chúng ta. Nhưng mà Quanh tin là khi mà Quanh nói vậy thì bà con đã hình dung được không? Chúng ta chọn những cây mướt giống như lúc nãy Quanh chia sẻ hả bà con ha. Đây thì cũng một vài cái bí quyết của nhà làm giống chia sẻ với bà con. Tuy nhiên trong quá trình làm giống, Quanh xin phép được chia sẻ lại. Mỗi cái cây sẽ có những cái bí quyết riêng, và để tạo ra được cây giống chất lượng thì có rất là nhiều các cái quy trình chồng chéo lên nhau ở phía sau hậu kỳ mà bà con chúng ta sẽ không nắm bắt được. Chẳng hạn như là việc dùng nước tưới, việc tuổi của các sầu riêng bao nhiêu thì bứng, rồi việc cắt bo. Bo đúng giống là một chuyện, rồi bo làm sao để tạo được bộ khung cho nó đẹp. Thì cái này thì Quanh nghĩ là rất là khó cho quý bà con để kiểm soát được. Nên là Quanh cũng có một lời khuyên chân thành đến quý bà con là bà con hãy chọn những nơi cây giống uy tín, họ có thương hiệu để chúng ta chọn cây giống cho mình. Tại vì cây sầu riêng trồng tới 4-5 năm chúng ta mới bắt đầu thu hoạch, thì bà con sẽ rất là xót xa khi chúng ta trồng không đúng giống, hoặc cây giống trồng quá mệt mỏi vì không phát triển. Nên là bà con hãy bà con chúng ta hãy lưu tâm cái việc đó nhiều hơn nha bà con nha. Đi khi mua cây giống thì bà con lưu ý đừng có chọn cây giống giá rẻ, tại vì nó giá rẻ không bao giờ đi kèm với chất lượng nha bà con nha. Đó, đây là những cái lô hàng mà bên Quanh sẽ chuyển phát nhanh đến quý khách hàng của chúng ta. Hôm nay là ít đó nha bà con nha, hôm nay là cuối vụ rồi, cái số lượng đơn hàng sẽ ít hơn rất là nhiều, khoảng 1/10 so với mọi khi thôi, còn bình thường nó sẽ gấp 10 lần như thế này, và làm việc rất là vui. Hay Quanh xin phép được video chia sẻ với quý bà con chúng ta về cách chọn cây giống sầu riêng chất lượng ở đây. Nếu quý bà con chưa rõ hay còn bất kỳ câu hỏi gì thì bà con vui lòng gọi vào số hotline hiện trên màn hình để các anh chị chuyên viên tư vấn và các anh chị kỹ thuật viên của siêu thị cây giống có thể đồng hành và chia sẻ với quý bà con nhiều hơn. Cảm ơn tình cảm của quý bà con đã dành cho siêu thị cây giống trong suốt thời gian qua. Đội ngũ sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phục vụ quý bà con nhiều hơn. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ. Xin chào.